Tân Hoàng, chị Vệ Hồi. Hay lâu hết rồi. Xin cảm ơn những người bạn là một người bạn là một người bạn là một người bạn là một người bạn là xin chúc mọi người có một tối thật vui và ngủ thật ngon. Xin chào, hẹn gặp lại. Xin chào.